tụi các người dưới đây lên nè, tương đối nha, chỉnh cái lòng có 082 ngay ngắn này đó. Rồi, xếp cho nó hai chiếc. Được chưa? Rồi, anh em đang làm vị trí đi. Bốn người đừng có để luôn. Rồi, anh ơi. Rồi, thi lại đi. Anh em làm. Ở vòng này chúng ta còn 24 đứa chim. Tổ yếu tài sẽ lại xuống với tôi 4-2 hoặc 4 đứa chim. Và lúc thi đấu yếu hơn 2 đứa chim và chim mèo. Vòng thi đấu thứ 14 bắt đầu. Chúng tôi sẽ đợi 4 chim yếu sau. 2 chiếc chim có lỗi trong thi đấu là chiếc chim 136, 082. 2 chiếc chim thi đấu bỏ đấu là 070 và 137. Là 4 chiếc chim vừa cùng chơi. Gì 137 rồi. Anh em 2 chiếc xuống rồi.